Trên trang an ninh online ngày thứ Hai, 29 tháng 1 năm 2018, ông tiến sĩ Lê Kiến Thành, con trai của cựu Tổng bí thư Lê Duẩn và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trả lời bài phỏng vấn khá dài và khá lý thú. Trong đó ông Thành cho rằng, sự sụp đổ của chế độ chính yếu là do sự rượu rã ở bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà ra. Tôi cứ nghĩ đến Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mà lo sợ vì chính họ chứ không phải các thế lực bên ngoài đã làm cho họ bị suy yếu rồi diệt vong. Chúng ta nhìn thấy sự lâm nguy ấy do chính chúng ta tạo ra. Đây là lần đầu tiên chúng ta đối diện với nguy cơ đe dọa sự tồn vong mà nguy cơ ấy do chính chúng ta tạo ra và nó nguy hiểm hơn nhiều. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 nhắm vào những lực lượng ghê gớm nhất trong đảng, lực lượng thao túng mọi vấn đề về kinh tế, đẩy quá trình của đảng đến sụp đổ. Ông Thành than thử. Buồn vì trong khoảng một thời gian dài, chúng ta gần như sống một cuộc đời mà cứ như thấy một ông quan to là mặc đỉnh cho rằng đó là nhân vật không bao giờ được đụng tới. Nhưng ông Thành nên hiểu rằng khoảng 200 trung ương ủy viên là lực lượng thành trì để bảo vệ chế độ. Tại sao? Vì đó là bảo vệ cho chính họ và giai cấp đặc quyền đặc lợi của họ. Nay nếu cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, thì mắc mớ gì họ phải bảo vệ chế độ nữa khi không biết mình bị thảy vào lò lúc nào ông Thành lại còn than thở rằng hệ thống giám sát và chọn lọc con người của chúng ta có vấn đề. Vâng thưa ông Thành, đó là lỗi hệ thống do độc tài độc đảng sinh ra. Ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An đã từng thú nhận rằng ông Thành không dám đụng đến hệ thống do cha của ông để lại mà vẫn mơ ước dân chủ độc đảng chỉ vì một mơ ước tương tự như thiên đàng địa giới của chủ nghĩa cộng sản. Tuy ông biết rõ rằng lãnh đạo nên do sự chọn lựa của nhân dân mà ra, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay thế họ được qua những cuộc bầu cử trực tiếp và thường kỳ. Ông Thành công nhận là Việt Nam có cần dân chủ nhưng vẫn mơ ước một hệ thống được chế tạo ra cho mục đích độc tài, có thể làm được chuyện đó. Tôi nghĩ sự chọn lọc tự nhiên vĩ đại nhất hữu ích nhất của chúng ta là trong hoàn cảnh này chính là xã hội. Nếu ta đẩy mạnh dân chủ cho nhân dân lên để những người lãnh đạo đó là nhân dân chọn lọc thì chúng ta sẽ chọn được những vị tinh tú Tiếc là bây giờ vai trò của người dân trong việc chọn lựa người lãnh đạo hầu như không có. Tôi rất buồn việc một cơ quan dân cử như Quốc hội mà lại có hơn 90% là đảng viên, chúng ta không còn tin vào người dân. Ông công nhận đảng đã mục giữa, vào đảng bây giờ đi kèm với quyền lực và lợi ích. Đảng bây giờ đang ngày càng chứa trong mình những thành phần cơ hội. Việc phê và tự phê sẽ hoàn toàn chỉ là hình thức, sâu mọt trong đảng sinh ra từ đó. Trong lòng dân tộc ta bây giờ cả đại nghĩa và trí nhân đều bị phân hóa ra. Ông Thành lấy kinh nghiệm của chính bản thân ông để phơi bài chế độ đối lớp dân chủ và đảng hay mị dân bằng từ dân chủ tập trung để diễn tả sự độc tài toàn diện. Ông Thành nói rằng, tôi là đảng viên, tôi muốn bầu tổng bí thư thì bầu như thế nào? Thứ nhất, phải bầu đại biểu của tri bộ, nơi tôi đang sinh hoạt đi họp đại hội đảng bộ cấp trên, rồi đại hội đảng bộ cấp trên bầu ra người đi họp đại hội đảng bộ thành phố. Đảng bộ thành phố bầu ra người tham gia đại hội đảng toàn quốc, rồi những người này bầu ra ban chấp hành trung ương. Hơn 100 người này bầu ra tổng bí thư. Bốn lần như vậy thì sự dân chủ không còn nữa. Và giải pháp ông Thành đề ra để sửa chữa vẫn là độc tài độc đảng. Duy trì hiến pháp độc đảng 2013, đảng chỉ định chủ tịch nước, quốc hội dơ tay yes, sơ. Khi một người dân muốn bầu ra một ông chủ tịch nước theo như hiến pháp, thì họ được phép bầu ra ông đại biểu quốc hội ông đại biểu quốc hội được ngồi vào quốc hội và khi Trung ương giới thiệu ông chủ tịch nước thì ông đại biểu quốc hội được phép bầu ông chủ tịch nước. Như vậy, người dân phải bỏ phiếu bầu ông chủ tịch nước qua một nấc là ông đại biểu quốc hội mà thôi. Đã là lỗi hệ thống thì ông Thành nên chứng tỏ con hơn cha cả nhà có phước, can đảm đứng lên, thay đổi hệ thống thay vì than vãn và giàn vặt nội tâm mình. Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dạn nứt trầm trọng từ nhiều năm qua nhất là từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, nay từ ngấm ngầm sang bạo động công khai giữa các đồng chí thuộc phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tân Dũng, không như các nước dân chủ nghi trường là chiến trường, vì Cộng sản xây dựng chính quyền trên nòng súng, nên giờ đây, súng đạn được dùng để giải quyết ai cướp được chính quyền, không nắm được chính quyền thì cũng là một thứ siêu quyền lực. Đất nước đang trong tình trạng loạn sứ quân, mạnh ai tự lo bảo vệ, vì không biết thần đảng cũng như thần chết đến gọi bất cứ lúc nào, nhất là những kẻ đang hưởng bộc lộc của Dũng. Nhưng vì một phút ngã lòng mà phản bội lại Dũng. Thật ra, Dũng cũng không đến nỗi tệ như vậy để khi trả thù thuộc hạ, tính khí của Dũng rất fair play. Nhưng chính những kẻ trung thành với Dũng buộc phải ra tay khi phe của Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng đưa họ đến chỗ đường cùng. Phe của Nguyễn Phú Trọng rõ ràng là lệ thuộc vào sự chỉ đạo của Tàu Cộng cụ thể là chuyến đi cầu cứu quan thầy của nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn, nguyễn sinh hùng trước đại hội đảng hùng vốn thuộc hạ của dũng và là người đã từng quỳ dạp người xin dũng tha mạng nỗi nhục này đã khiến hùng tìm cách trả thù qua sự cấu kết với trọng để lật lại dũng giờ đây với chuyến đi của bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch tướng lên từ bản giấy tiếp theo là thủ tướng nguyễn xuân phúc tên gọi là bảy phúc dịch sang chữ hán là thất phúc tất cả không ngoài những phương cách thực hiện các chỉ thị triệt hạ những đồng chí thân mỹ nhất là những đảng viên yêu nước qua cái gọi là đa hổ diệt ruồi nhưng thực chất để người việt giết người việt khiến tiềm lực quốc gia mất đi dễ dàng cho việc trung quốc sẽ tôn tính việt nam phe của nguyễn tấn dũng không phải là phe thân mỹ nhưng họ biết rằng chỉ có mỹ và phương tây mới có thể cứu việt nam thoát khỏi tàu cộng trong đó có chính họ và qua con đường này mai sau việt nam mới có tương lai song phương cách thế nào để các đồng chí tồn tại sau khi người dân việt nam có tự do dân chủ vì không ai lường trước việc trả thù của người việt cũng như tàu các đồng chí không thể tất cả cùng qua mỹ để tị nạn trước sự bế tắc của đảng cộng sản hiện nay cả về đường lối và con người không còn ai khác họ phải cùng đi đường với nguyễn tấn dũng Họ quá lo mà quên rằng chế độ sau Cộng sản sẽ xây dựng trên một nền tảng nhân bản và pháp trị. Bà Dũng có thể đứng đầu làm người tử tế với việc thành lập đảng, đối lập, cả thế và lực hiện nay của Dũng đều dư đủ. Thực thể là một đối cực mạnh mẽ so với phe thân tàu của Nguyễn Phú Trọng, nhưng bài học trong lịch sử của riêng dân tộc Việt Nam không có sự khởi đầu nào mà không từ sự kết thúc, nghĩa là đều phải trả giá bằng đau thương và mất mát. Những phát súng khởi đầu từ quân khu 2 với cái chết đột ngột của tướng tư lệnh, một người phe dũng trước đây sau theo trọng, cùng ba cái chết của các quan đầu tỉnh Yên Bái, vốn là trung thần của Dũng, nhưng đầu thú với trọng vào những phút cuối của đại hội 12. Một tâm lý bất an chung đang đổ xuống các đảng viên cao cấp, không có một ủy viên trung ương hay bộ chính trị nào cảm thấy an toàn. Thật là như thế. Và đã có đề nghị bổ sung bảo vệ khẩn cấp cho các yếu nhân tại quốc hội Ngoài ra, còn phải kể đến phe Trương Tấn Giang và Nguyễn Công Khế. Báo Thanh Niên trước đây muốn hạ Dũng để lên Tổng Bí Thư, nhưng nay không được. Thì cả nước đã tạm dung nửa đất phía Nam, đó là mộng của Sang. Nhưng thực thể có một thế lực mạnh mẽ là của Nguyên Bí Thư Lê Thanh Hải sau 15 năm chấn giữ Thành Hồ, gọi là cánh anh hai, trước đây cũng cấu kết với Trọng. Nhưng sau khi bị mất ghế, Bí Thư Thành ủy đã trở về thủ thế và liên kết chặt chẽ với tàu cộng qua ngả chợ lớn trước những đòn của trọng nay mai để gọi là bình ổn phía nam mục tiêu là hút tài sản vì gia đình của y và phía vợ có nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa rất giàu có bậc nhất sai thành hiện nay tất nhiên công an không thể không trung thành với dũng những tướng công an không theo dũng chẳng khác nào như ông lý quang diệu phát biểu chỉ có kẻ ngu mới chống hoa kỳ vì đó là từ lộ Nguyễn Tấn Dũng xuất thân và trưởng thành từ công an. Do đó, sự giãn nứt giữa Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang là con đường tất yếu mà người nhắm vào chức tổng bí thư thay thế trọng ngày mai là Đinh Thế Huynh. Hiện là thường trực ban bí thư đang có dấu hiệu đang tìm mọi cách đánh đổ từ từ Trần Đại Quang đã xuất hiện những thông tin rộ lên về những chuyện gian dối khai man lý lịch của Quang từ năm sinh 1950 đã sửa lại thành 1956 nhỏ hơn cả tuổi em của Quang là bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, nơi có bỏ đá quý với von Fram nữ hàng thứ nhì trên thế giới, lợi nhuận thu vào mỗi năm gần vài ba ngàn tỷ mà sân sau đó là của gia đình Nguyễn Tân Dũng. Cả Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang rồi đều sẽ trắng răng vì với Quang, vì Quang là kẻ biết ngọn nguồn các tối hư tật xấu của đối phương, như chuyện hủ hóa của Sang, đầu hàng địch của Khế, hối lộ sang nhà cửa của Trọng ở Sipucha, tượng hồ bằng vàng nặng 50 kg do Phọc Nô tặng. Bàn tay giết người, rắn giết của Trọng, nghĩa là Quang biết người và dám giết người, ngay cả giết chính mình để làm con người mới cho xứng đáng danh vĩ đại. Chỉ tiếc là tướng Quang có khuôn mặt mỏng quá, tuy trái tay tốt nhưng không biết trở tay kịp với nghìn tay ngàn mắt của Hoa Nam tỉnh Báo Cục. Cái chết qua những lời đồn đoán của Chủ tịch Vinna Lai, ông Dương Trí Dũng, bị thủ tiêu trong trại giam Quảng Trị cũng đủ để làm cho các đối thủ của Nguyễn Phú Trọng phải ớn lạnh đến tận sống lưng. Dương Trí Dũng đã bị Nguyễn Ba Thanh vào trại giam dụ ngon ngọt để khai báo ngọn nguồn nhằm triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng với sự đảm bảo của Trương Tấn Sang, lúc đó là Chủ tịch nước. Sang hứa sẽ ký giấy tha tội chết, thế là họ Dương khai báo tất tần tật nào là thượng tướng phạm quý ngọ nhận tiền như thế nào đến trần đại quan nhận tiền ra sao khiến quý ngọ phải chết để bịt đầu mối và nay trương tấn sang không còn làm chủ tịch nước nữa nhưng quang tất nhiên là dương trí dũng đã phải chết đúng quy trình trời bất dung gian cho phe cánh của trọng khi ra quân đà hổ diệt ruồi theo bài bản của trung quốc song bối cảnh việt nam bây giờ không giống tàu thời cải cách dụng đất đó là khi trọng đụng đến con dây tế thần trịnh xuân thanh Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang đã bị vụt khỏi tầm tay, thanh đã tẩu thoát và lộ lộ phía sau đương kim bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là Đinh La Thăng, người đất rừng đỡ đầu cho Thanh tại công ty dầu khí. Đinh La Thăng được dư luận cho là thân mỹ, theo nhiều tài liệu là con rơi của Đinh Đức Thiện, thượng tướng, bộ trưởng bộ năng lượng, đồng thời cũng là em ruột của Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức trung ương. Họ Đinh cũng là sự trở ngại của giấc mơ bá quyền phương Nam của Trương Tấn Sang có dấu hiệu sang đang tìm mọi cách hạ bệ đinh la thăng để đưa người thuộc phe cánh mình nên sau chuyến đi nghỉ dưỡng ở châu âu vừa về sang đã lên tướng bênh vực trọng với lời kêu gọi ủng hộ cách mạng quyền lực của trọng một lúc sẽ bắn được hai con chim trịnh xuân thanh và đinh la thăng nhưng có lẽ trương tấn sang đã quên cơ ngơi miền nam một thời lũng đoạn trong tay anh em phan đình khải phan đình dinh phan đình đồng vì mọi mục tiêu bá đạo thay đổi họ thành Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện Mai Trí Thọ, Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh có bối dây liên hệ đặc thù huynh huynh đề đệ do đó sau đời 12 được đưa vào như người tin cần của Bắc Hà đánh bật phe cánh anh hai mà tưởng chừng không ai bứng nổi chính Lê Thanh Hải cũng quá đỗi bất ngờ đến bật khóc trong tiêu núi oán hận chỉ có bọn tham quyền cố vị chỉ cho rằng Bắc Kỳ mới có lý luận bài học miền Bắc thống trị miền Nam đã ăn sâu vào trong máu Cộng sản vẫn còn đó. Anh hai Sài Gòn ngậm ngùi buộc phải rời khỏi chức vụ đầy uy quyền với một giang sơn. Hãy nhìn về hướng cần giờ đó là lãnh thổ đất đai của dòng họ Lê Trương mới tiếm được lúc cầm quyền. Chính sách ngoại giao hiện nay vẫn là của Phạm Bình Minh, nhân vật thời Nguyễn Tân Dũng. Với chính sách đu dây há miệng, bất chiến tự nhiên thành, giặc vào nhà là có láng giềng kêu, chủ nhà vẫn im tiếng và nếu nói như chủ tịch nước trần đại quang là tất cả cùng thua nếu xung đột biển đông lịch sử xưa nay hiếm có tướng nào chưa ra trận đang nghĩ sẽ bị giết tại sao không dám nghĩ đến lời khuyên đối với trung quốc hãy về mà giữ nhà mình với đập tam hiệp dễ vỡ toang bất kỳ lúc nào khi nước dâng cao thật thảm hại cho cả một dân tộc này với những người lãnh tụ không cho dân bầu chỉ đủ tầm quanh quẩn ao nhà chính sách đối nội cũng bắt bớ đánh đập người yêu nước bất đồng chính kiến đặc điểm hơn cả lê long đĩnh trong việc phá chùa chỉ một đêm chùa liên trì đã bị san đổi thành đống cho tàn đổ nát chưa có một thời nào phật giáo bị pháp nạn như dưới thời cháu nội hồ sĩ tạo là hồ chí minh và cũng có chưa một giai đoạn nào trong lịch sử phật giáo bị đánh tan tác chia rẽ trầm trọng như hiện nay một thời thương tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu quay lại nhìn thật thảm hại bi thương nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nhiễm mặn và nguồn nước hoàn toàn lệ thuộc vào thượng nguồn từ những con đập của các nước liên quan thuộc Hiệp hội Sông Mê Công. Chỉ nghĩ đến quyền lợi cục bộ riêng của vùng mình hay vì những mục tiêu phục vụ các ý đồ chính trị, một vựa lúa miền Nam trong cơn, trong cơn hấp hối, cũng như dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, Cộng sản Hà Nội vẫn không có một chính sách để phát triển bền vững, ngăn mực nước biển, chặn đứng việc ngập mặn, ngoài những câu khẩu hiệu tuyên truyền nhất thời nếu không nói phó mặc cho các giáo sư, các nhà nông học bốn quen thuộc ở Đại học Cần Thơ với những công trình nghiên cứu độc lập, xong rồi vẫn xếp hồ sơ. Hãy đợi đấy như tiếng kêu trên đồng vắng giữa rừng u minh bất tận. Và cả nguồn nước sông Hồng cũng vậy, với những toan tính, với những con đập ngăn dưới nhiều danh nghĩa nhằm ngăn chặn dòng nước như luôn cuồn cuộn chảy nói lên sức sống mãnh liệt của người Việt. Với vì thế, địa chính trị của Việt Nam Trước những mưu toan thôn tính của ngoại bang, nhưng tiến trình thực hiện do nợ ứng ở bên trong bởi những thành phần cơ hội vì danh lợi cá nhân đố kỵ hiểm thù. Chính phủ kiến tạo như danh thử của Nguyễn Tấn Dũng, nghe thì rất kêu nhưng thực chất nó là vũ như cần. Ngoài những thích nghi vạn ứng để đón rác thải từ tàu, Việt Nam 70 năm dưới sự dẫn dắt của Cộng sản không chết được một con ốc vít đã biến thành một sân sau một bãi rác thải vô cùng độc hại của tàu cộng. Trở lại tình hình chính trị Việt Nam đang diễn ra cái gọi là đảo diệt ruồi mang từ Trung Quốc về để người Việt giết người Việt nhưng chắc chắn Trần Đại Quang, Tô Lâm đã có bài học Trung Hoa về vụ án Chu Vĩnh Khang và Đinh La Thăng sẽ không như Bạch Hy Lai và cuối cùng Giang Trạch Dân sẽ thế nào thì mọi người đã rõ. Chính trường Việt Nam đã trở thành sân sau một bãi rác thải về chính trị của Trung Quốc. Người Việt Nam hiểu rõ Trung Quốc hơn ai hết và ngược lại, Tàu biết rõ Việt Nam thế nào. Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc, Kinh Dịch vẫn là những bộ sách kinh điển mà các nhà chính trị giữa hai nước lân bang thường dùng. Chuyến đi của các tân lãnh tụ Việt Nam sang Bắc Kinh như sự giữ lễ từ thời vong kiến để nhận chiếu chỉ và sắc phong từ thiên triều. Rồi ra cũng không khiến tỉnh hình bớt loạn lạc vì Nguyễn Tân Dũng vẫn làm chủ tình hình rổ rau trộn gồm 17 ủy viên Bộ Chính trị Cộng sản Hà Nội hiện nay không thể là một khối thống nhất khi hầu hết là những kẻ phản phúc ăn cháo đá bát đang tập hợp lại để chuẩn bị cho một giai đoạn chia chác quyền lực tiếp theo. Máu đã nhuộm đỏ ba đỉnh, đó là điều chắc chắn. Trước hết là nhuộm vàng với những tiêu đề nổi bật trên nhiều trang Facebook đã đặt dấu hỏi năm nay trọng lũ thu được bao nhiêu. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, trong lũ nhận được bức tượng vàng nặng 50 kg loại 4 số 9 do Phọc Mô Sa Hà Tĩnh trao tặng. Cần biết, Phọc Mô Sa là một công ty Đài Loan nhưng có hơn 66% vốn từ Trung Quốc, tính ra tiền là 55 tỷ 550 triệu. Trong lũ còn nhận hai biệt thự Sipucha với diện tích 450 m2 do tập đoàn Sipucha đến từ Indonesia trao tặng và sau đó trong lũ lại bán luôn với giá 115 triệu đồng một mét vuông, nếu tính bằng tiền là 103,5 tỷ. Đó là người được gọi là trong sạch của đội Cộng sản đang trường Việt Cộng hiện nay. Nhưng Cộng sản Hà Nội vẫn tồn tại, có phải là một thứ siêu quyền lực đang lũng đoạn Việt Nam? Đúng vậy, nhóm siêu quyền lực này là đội ngũ khủng bố giết người tinh vi qua thông báo Đỗ Cửu Minh là thủ phạm gây án sau đó tự sát. Vụ án khép lại, tưởng thế là xong, nhưng dư luận lại rộ lên đỗ Cường minh bị bắn từ sau gáy đạn xuyên ra phía trước không ai là tự sát kiểu đó được vậy có bàn tay nào đứng sau bắn vào gáy Cường minh những ai liên quan tất cả chìm trong im lặng bật tâm cả vụ thiếu tướng quân đội lê xuân duy đột ngột qua đời ở tuổi năm tư thiên la địa võng hệ thống chính trị từ trung ương đến thôn bản công an địa phương không sợ phe dũng hay cánh trọng trả thù nhưng sợ nhân dân trả thù nhân dân đang mai phục bọn chúng. Tất cả cán bộ Cộng sản đều nơm nớp, sợ bị trả thù vì Việt Nam ngày nay với một đảng trị không còn nguyên nhân sinh tồn của nhân dân nhưng nắm quyền để trục lợi cho cá nhân, gia đình, ba bốn phe nhóm, vân vân. Nào cha con Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải, anh em dòng họ Lê Thanh Hải, biết bao nhiêu cơ sở kinh tài của Trần Đại Quang ở Thành Hồ, Trương Mỹ Hoa, Trương Mỹ Lan, dâu khủng khiếp Tiền đâu mà có Ai lỗ ô rủ cho hai y thị Vợ con của Lê Duẩn Với hơn 30 người con lúc y chết 17 tấn vàng của Việt Nam đã chôn giấu Nay còn ở đâu Hầu duệ của sáu dân ở nơi nào Cũng đất đai của Võ Văn Kiệt Hầu hết các tỉnh ủy viên Quân ủy viên, giám đốc công an, phó giám đốc Cùng các quan chức có uy quyền Đều trở thành uy tư bản đỏ Tiền đâu mà có Xong giàu nhất vẫn là Nguyễn Tấn Dũng dưới sự bảo trợ của Tàu Cộng, Nguyễn Phú Trọng đã đẩy Đại tướng Đỗ Bá Tị sang làm Phó Chủ tịch Quốc hội buồn Nhìn, chẳng khác nào chặt cánh tay quân đội của phe Ba Dũng. Bản chất Cộng sản là như vậy, khi yếu thì liên hiệp, hòa hợp, hòa giải, có tin từ nội bộ đảng, Trọng đã liên hiệp với Dũng, nhưng sau khi lên Tổng Bí Thư đã đắc thắng và phá bỏ liên hiệp đó, và Ba Dũng phải ra đi nhưng đàn em của Dũng vẫn ở lại. Tình hình Việt Nam đang phải thay đổi nhanh chóng vì thế trận sống chết ngay chính trong nội bộ đảng cộng sản việt nam nếu kẻ nào nhát tay và châm chân trong tích tắc thì sẽ mất mạng nếu trọng thắng con đường việt nam sẽ là khu tự trị của trung quốc sẽ thành sự thật nếu phe nguyễn Tân dũng thắng hy vọng còn có cơ may cho dân tộc việt nam ít ra là bước khởi đầu để thoát khỏi chung để thoát chung vì hơn ai hết nguyễn tấn dũng trần đại quang và phe cánh qua chuyến công du của tổng thống hoa kỳ obama đến việt nam Họ cũng thừa hiểu ý nguyện của nhân dân Việt Nam là như thế nào và vấn đề là phương cách thực hiện để tránh đau thương, mất mát mà dân tộc này đã quá sức chịu đựng. Một thời gọi là hòa bình với trên 70 năm cộng sản cai trị. Ngoài kia, trẻ em tự tử vì quá nghèo, bao người phải bán nội tạng vì không có gì để ăn. Hình ảnh người phụ nữ chết phải đắp chiếu, chờ lòng thòng, chân lòi ra, đầu quẹo xuống trên xe máy. Những bờ biển chết, hàng triệu ngư dân đang phải đối diện với cái chết gia đình tan nát kẻ nam người bắc phải phân tán chia xa để tồn tại một đất nước tan hoang bởi sự lãnh đạo lạc hướng ngụy tín dưới một học thuyết đã lỗi thời tôn giáo với những bậc chân tu khả kính vốn được kính kính trọng của dân tộc này dường như cũng đã lạc lỗi thay vì dương cây trượng dẫn dân đi qua biển chết thì họ lại đóng vai trò quá khiêm tốn của anh công an giao thông khiến nhân dân đến ngỡ ngàng hình ảnh ngôi chùa liên trì đổ nát thành một đống gạch vụn sau một đêm làm một thời phật giáo là quốc giáo nơi thờ kính phật giữa trung tâm thành phố lớn nhất việt nam khiến chúng ta phải tự hỏi vậy thế giới đang diễn ra như thế nào nếu giải thích theo thế giới ý niệm của triết gia platon nguyễn quang